Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn, đến từ Tuấn Biker, đại lý ủy quyền của Trek chính hãng tại Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về chiếc Trek Dual Sport 3 Gen 5 2023 nhé các bạn nhé. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều anh em đang mong ngóng và chờ chiếc Dual Sport 3 phiên bản cải tiến của 2023 về đúng không ạ? Thì trên chiếc Dual Sport 3 ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn chi tiết. Thứ nhất là sự khác biệt giữa Dual Sport 3 và Dual Sport 3 bản 2022. Thì cái khác biệt lớn nhất đó là chiếc phuộc của Dual Sport 3 phiên bản 2023 Gen 5 đã được cải tiến thành phuộc đơ. Và nguyên liệu để làm nên chiếc phuộc này đó là gì ạ? Là làm bằng carbon nha các bạn nhé, không còn phuộc nhún nữa. Đó. Tiếp theo, sự khác biệt giữa trên con Dual Sport 3 phiên bản 2023 với các phiên bản tiền nhiệm trước là gì? Bình thường đối với các phiên bản trước thì dây đi âm sẽ đi ra từ đây. Còn hiện tại với Dual Sport 3 bản Gen 5 này thì dây phanh, dây đề sẽ được đi trực tiếp vào phần cổ và sau đó xuống phần thân ở bên dưới và chạy trực tiếp ra đằng sau. Cho nên là mình đánh giá rất là cao cái vấn đề này. Nó rất là gọn gàng, nó rất là mang tính chất thẩm mỹ. Đó. Khác biệt tiếp theo đó là gì? Đó là lốp của xe, vành của xe đã được thu nhỏ lại một chút. Đó. Vành của xe của các bản trước là vành 700C, tương đương với lại vành 29. Nhưng vành của mẫu Dual Sport 3 này nó là vành 650, tương đương với 27.5. Và kích thước lốp đã được tăng lên. Đó, phiên bản trước là 40, còn phiên bản hiện tại là 50. Thì mình thấy rằng là chiếc Dual Sport này đi, mình đánh giá là về cảm quan thôi, mình chưa sử dụng nhá. Một xíu nữa mình sẽ sử dụng và review cho các bạn. Về cảm quan mình sẽ cảm thấy xe được hạ thấp hơn một chút so với lại cái size của các năm 2022. Bên cạnh đó thì phần lốp xe này thiết kế bản hơi to một chút thì đi xe sẽ đầm hơn, đảm bảo cho việc cái hoạt động của cái phuộc đơ này được tốt hơn, không bị tê tay, không bị nảy trong quá trình chúng ta đi vào những cái vị trí có nhiều đường xấu ấy, gồ ghề này, thậm chí là các cái vị trí như cái gờ giảm chấn khi mà các bạn đi ở trong nội đô. Cái thay đổi tiếp theo đó là cái phần trước thì đã sử dụng toàn bộ đó là ti xoay rồi các bạn, sử dụng toàn bộ ti xoay rồi. Và có một thay đổi nhỏ đó là hãng đã chuyển cái phanh từ Shimano MT200 đã chuyển thành Techtro rồi. Đó, thì đây là một cái điểm yếu nhỏ nhỏ mà mình cảm thấy là nó không được vui lắm. Nhưng bên cạnh đó thì hãng cũng đã bổ sung một chiếc yên Nebura của Bonchanger. Thì khi mình sờ vào đây thì mình cảm giác là nó êm hơn, ok hơn. Vành của xe thì cũng được thiết kế để hỗ trợ lốp không xăm rồi. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy chữ Bonchanger Tourist Ready nó nằm ở bên này. Bạn có thể sang bên này quay cho các bạn thấy. Đó. Thì viền này có thể hỗ trợ lên không xăm rồi. Đó là một trong những cái sự khác biệt mà mình cảm thấy lớn nhất ở trên chiếc Dual Sport 3 Gen 5 2023 này. Cũng không có gì quá nhiều, nhưng cái thay đổi nhiều nhất đó là cái thay đổi kết hợp giữa dòng Touring. Đó, và dòng Dual Sport thì nó kiểu như kiểu gravel á, nó rất là hầm hố và mang tính chất là nó đầm hơn, phù hợp với lại đi phố nhiều hơn. Còn phần tay nắm này, phần bộ chuyển động thì mình thấy nó vẫn nguyên vậy, không có gì thay đổi quá nhiều. Chiếc này thì hiện tại ở thị trường Việt Nam thì đang có màu đỏ đô thôi. Ngoài chiếc Dual Sport 3 này có sự thay đổi khá là khác biệt thì Dual Sport 2 và Dual Sport 1 cũng thay đổi. Nhưng và cái thay đổi mà mình cảm thấy nhiều nhất đó chính là hãng đã chuyển cái phuộc nhún thành cái phuộc đơ.
Và ở trên phuộc ở trên dòng đua số 3 nó sẽ là phuộc carbon. Và một cái điều nữa là mình cũng thấy khá là hài hước, đó là ở trên cái phuộc này thì đây em bạn có thể quay ở đây. Ở trên cái phuộc carbon này thì hãng cũng ghi chữ carbon đây luôn các bạn ạ. Đó. Ghi chữ carbon ở trên phuộc luôn thì cũng khá là hài hước, bởi vì là thực ra là thông số của hãng cũng nói rằng là cái phuộc là bằng carbon rồi. Còn một điều nữa mình thấy khá bất ngờ, đó là cái phần phuộc trước này cũng bố trí các cái ốc để cho chúng ta có thể bắt ba ga về xe, cũng khá là tiện. Và thường thường thì mình thấy là carbon sẽ rất là khó có thể bắt ốc vào hoặc thậm chí là bắt đồ vào, nhưng mà ở trên chiếc Dual Sport 3 này thì mình có cảm quan rất ok. Nếu mà các bạn sử dụng Dual Sport 3 phiên bản 2022 trở lại thì các bạn sẽ thấy là cái trọng lượng của xe nó sẽ là khá nặng. Nhưng với chiếc Dual Sport 3 Gen 5 này, do hãng đã chuyển đổi toàn bộ cái phần phuộc rún đằng trước trở thành cái phần phuộc đơ và làm chất liệu bằng carbon, cho nên là nó khá là nhẹ, nó nhẹ lắm á. Có thể thấy rằng là mình có thể cầm một tay và có cảm giác rằng là nó nhẹ hơn khá là nhiều, nhẹ nhân khoảng độ, theo mình nhá, nó nhẹ hơn bản 2022 khoảng độ đến 1 kg á, 1 kg đến hơn 1 kg. Theo thông số của hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 11 cân rưỡi đến 11 cân 7. Đối với một chiếc xe như vậy là mình thì cảm thấy khá là ok, bởi vì là toàn nhôm thôi. Đó, cọc yên nhôm này, khung bằng nhôm này, dàn đầu bằng nhôm này, vành bằng nhôm, chỉ có mỗi cái này là carbon và đã giảm đi khoảng độ hơn 1 cân, thì đấy là cũng là sự thay đổi khá lớn. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm nhé, mình sẽ trải nghiệm chiếc xe này, mình sẽ lên để mình đạp thử cho các bạn thấy rằng có sự khác biệt gì không, nó có đầm hay không, và những cái vị trí đi vào những cái gờ giảm xóc ấy nó sẽ như thế nào. Đây là mình là cửa hàng, cho nên là khi mình review cho các bạn thì có thể là các bạn sẽ nghĩ rằng là mình sẽ nói tốt về sản phẩm, nhưng cái điểm yếu và cái điểm mạnh như thế nào thì mình cũng sẽ cảm quan mình sử dụng, mà mình sẽ nói lên chi tiết để cho các bạn cảm thấy rằng là nó mang tính chất khách quan, nó không mang tính chất quảng cáo. Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả các bạn xem YouTube, kênh YouTube của mình sẽ thấy rằng là có những cái video mình sẽ đi vào chi tiết, nhưng có những cái video mình sẽ đi ở mức độ cơ bản. Nhưng với chiếc này, do có sự khác biệt khá lớn cho nên là mình sẽ đi vào chi tiết. Đó là review cho các bạn về sự khác biệt này, về màu dáng và kiểu dáng của xe này. Sau đó mình sẽ review cho các bạn về trải nghiệm xe và đạp xe trực tiếp chiếc xe này, xem có sự thay đổi quá lớn so với bản 2022 không nhé. Ok, mời các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trải nghiệm chiếc xe Dual Sport 3 Gen 5 phiên bản 2023 cùng với các bạn nhé. Đầu tiên về cảm nhận thì mình có cảm giác rằng chiếc xe khá là nhẹ và khá là êm và đầm. Chỉ là thiếu mất cái phuộc nhún đây, cho nên mình là dân MTB, cho nên là khi mình đi xe mình cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đấy. Đó. Còn về phần tay lái, về phần cảm giác lái thì mình cảm thấy nó khá là vừa vặn. Khá là vừa vặn. Mình cao 1m66, nếu mà mình đi đúng thì sẽ là CS, là phù hợp hơn đối với các phiên bản trước. Nhưng với phiên bản này thì mình có cảm giác rằng là cái bánh 650C nó tương đương với 27.5, cho nên là mình đi size M khá là vừa vặn các bạn ạ. Đó, khá là vừa vặn, khá là ok á. Bây giờ sẽ trải nghiệm về đi qua cái khu vực có giảm xóc, thì mình thấy cái xe cũng khá là ok. Và cái phần dây của này, khi mình ngồi mình có cảm giác nó khá là gọn gàng, nó không còn những cái dây nó quá là dài ở đây nữa. Mình thấy khá là ưng chiếc xe này á. Đây, bây giờ mình sẽ qua cái gờ giảm xóc để cho các bạn cảm thấy rằng là nó có sự khác biệt gì không nhá. Wow, khá là tốt các bạn ạ, khá là ok. Hiện tại thì mình đang sử dụng chiếc xe này, mình cảm thấy nó khá là mượt và nó khá là nhẹ, rất là thích hợp cho anh em chị em nào mà sử dụng chiếc xe này ở trong đường phố. Nếu mà lắp thêm chắn bùn cộng với ba ga vào thì nó cũng khá là ổn ạ.
Ok, bây giờ mình sẽ trải nghiệm tiếp cho các bạn khi mà đi qua gờ giảm chấn nó sẽ như thế nào nhé. Wow, có sự khác biệt khá lớn đối với lại phiên bản trước. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm về xăng số, đề và líp của chiếc đua số 3. Ở đây là khi mình lên líp lớn là líp dành cho leo, cho nên là đạp nó khá là nhẹ. Thì mình sẽ xuống líp nhỏ để dành cho đi đường phố này. Cảm giác của mình, cảm giác sang số khá là mượt. Khá là mượt. Với bộ đề Shimano Delray 4100 với một đĩa trước và 10 líp sau thì mình cảm thấy chiếc xe này khá là đầy đủ. Tuy nhiên có một điểm yếu mình cảm thấy trên chiếc xe này, đó là các bạn thấy rằng là cái đĩa trước của xe nó khá là lớn, cho nên là nó sẽ rất là hạn chế trong quá trình chúng ta leo những chiếc dốc khoảng độ trên 10%. Leo dốc trên 10% thì sẽ khá là mệt. Còn về trải nghiệm xe thì mình nghĩ rằng đây là chiếc xe khá là hoàn hảo. Nếu các bạn sử dụng xe để đi làm, đạp phố, đạp dạo và thậm chí là thiên về tốc độ thì mình thấy khá ổn. Nhưng để leo dốc thì chắc chắn sẽ không dành cho mẫu xe này rồi. Bởi vì đằng trước nó chỉ có một đĩa thôi, mà cái đĩa khá là to. Còn nếu mà mình leo mà đĩa to như thế này thì thực ra rất là vất vả. Nếu mà đánh giá chiếc xe này thì mình sẽ đánh giá 8 trên 10 điểm. Nếu mà chiếc xe này sử dụng hai đĩa trước với đĩa nhỏ hơn để phù hợp cho leo thì mình thấy ổn hơn. Còn mình cảm thấy rằng dây thì khá là đẹp gọn gàng này, lốp to và vành hạ xuống 650c, cho nên là mình cảm giác chiếc xe này đi khá là đầm, khá là đầm. Đi qua gờ giảm chấn, đi qua những đoạn sốc là mình cảm thấy rằng là khá là tốt, không bị sốc quá, không bị tê tay quá so với lại bản FX. Bởi vì là chiếc bánh nó to cho nên là độ bám ở trên đường và độ hấp thụ lực ở trên bánh nó khá là tốt rồi. Và chiếc phuộc carbon này thì mình thấy là hoạt động khá là hoàn hảo, làm cho trọng lượng của xe nhẹ đi, đạp sẽ lướt hơn và bánh sẽ bám đường hơn với kích thước bánh là 50. Với giá bán của chiếc xe hiện tại đang được bán là 20 triệu 9 đối với phiên bản Dual Sport 3, 17 triệu 9 đối với lại phiên bản Dual Sport 2, thì mình cảm thấy rằng là khá là phù hợp, là khá là ok. Bên cạnh đó thì hiện tại Tuấn Biker đang có xe trải nghiệm, cho nên là mời anh em ở gần shop có thể qua trực tiếp shop để trải nghiệm xe và xem xe. Okay, xin cảm ơn tất cả các bạn.